cái bài rất là hay. À, mà không biết lớp này anh dạy rồi chưa ta? Lớp này dạy bài nào chưa? Giờ thì dạy hai bài rồi. Hai bài là bài gì? Dạ, đa chấn thương với lại hệ điệu à. Ok, rồi, tốt. À, thì trên tinh thần thì cái bài về các bài mà thuộc cái phần ngoại mà anh dạy á, thì đối với tụi em là viên năm thứ ba, thấy thấy cái màn hình PowerPoint chưa? Dạ rồi ạ. Ok. À, thì đối với sinh viên năm ba thì anh sẽ giới thiệu nhanh, anh là bác sĩ Việt ha, phòng chính trị bệnh viện năm hai, bác sĩ ngoại riêng phụ trách cái các bài giảng về về ngoại và tổng quát cho sinh viên ba. Thì đối với mình vẫn là sinh viên ba, thì hôm nay thì mình có 4 tiết. À, mình sẽ học về các kiến thức ngoại nhi cơ bản về cái nhóm mà tiêu hóa. À, thì có mình sẽ nói về dễ triệu chứng học căn bản, cách chẩn đoán cũng như cái hướng xử trí như thế nào ha. Vừa rồi thì anh cho coi một cái clip. À, một cái clip này thì nó rất là hay, theo anh theo theo bản thân anh thấy nó rất là hay cho các bạn. Tại vì có thể là các bạn khi mà nghe giảng online như này, đặc biệt online này, và trong cái thời lượng quá nhanh và với nhiều bài như vậy đó, thì có thể khả năng là các bạn sẽ không nắm hết được cái tinh thần đâu. Nhưng mà qua cái bài giảng vừa rồi thì anh hy vọng là có một cái nơi, có là một cái có một cái gọi là một cái chỗ, hoặc là có một cái tài liệu, một tài liệu thì đúng hơn, để cho các em gọi là chúng ta có tham khảo được. Thì anh muốn là một bạn nào trong nhóm tụi em á, thì sẽ review lại, sẽ có thể tóm tắt lại cái bài mà chúng ta vừa nghe là gì, rất là hay. Tại vì cái bài đó hầu như nó bao trùm hết luôn cái nội hàm mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. Các bạn này xung phong không? Cả ba xung phong hết. Ok, hôm nay xung phong chẳng nói luôn ha. À, lúc nãy thì chúng ta được nghe một cái clip rất là hay về cái dị dạng đường tiêu hóa, thì trong đó nó nói cho chúng ta về một số cái triệu chứng của một em bé sơ sinh vô. Em bé lúc nãy là một em bé bị ói, cái dịch xanh dịch vàng, thì người ta nghĩ tới cái gì? Người ta nghĩ tới cái bất thường tiêu hóa. Mà khi người ta đưa vô cái bất thường tiêu hóa thì người ta sẽ cho mình nhiều cái vấn đề trong cái bất thường đường, đường tiêu hóa đó. Người ta đưa một cái cây lâm sàng, người ta đưa ra cái bệnh lý, người ta đưa ra các dạng của các dị tật bẩm sinh của cái thành bụng ha. À, cụ thể là lúc nữa chút nữa mình chúng ta sẽ học là thoát vị thành bụng và hội thoát vị uốn rốn, ở thành bụng và thoát vị uốn rốn. Rồi người ta cũng nói luôn một số nguyên nhân khác về thoát vị, ví dụ như là thoát vị hoành. À, trong bài này chúng ta cũng có nói thoát vị rốn, chúng ta cũng có nói, người ta cũng nói luôn về cái thoát vị bẹn trực tiếp gián tiếp, là cái thoát vị thì cái bài trước anh cũng đã dạy rồi. Và người ta cũng nói luôn một về một số bệnh lý teo teo ruột ha, ví dụ như teo thực quản, teo tá tràng và teo hồ tràng, teo Việt Nam, và thậm chí là trong bài này thì người ta không nói về không hormone, người ta nói về bệnh lý thì xuống chút nữa chúng ta cũng học. Người ta nói về bệnh lý mắc thì không học, nhưng mà cũng nằm trong cái nhóm bệnh lý này, và nói chung là nó cũng bao gồm gần hết cái nhóm học phôi hay học đường tiêu hóa. Nó nói về một số các bệnh lý bẩm sinh thường gặp ở trẻ em nhi khoa trong ngoại nhi, trong đó có thể quản có thể hành chính thành bụng sinh và hormone trẻ em phun nó một chủ từ. Thì cái thời lượng như vậy thì cũng không mong là các em sẽ hiểu hết cái vấn đề này, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là sơ sởi. Và trong cái khi mà chúng ta học như này thì chúng ta phải học về cái phôi thai học. Các bạn thấy cái chữ màu xanh lá cây không? À, các bạn thấy chữ màu đỏ là cái nhóm dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa. Và cái cuối cùng thì anh sẽ dành một ít thời gian sẽ nói về các nhóm bệnh cấp cứu ngoại y thường gặp, thì trong có lồng ruột của thường. Thì người ta thường nói là trẻ em không phải là người lớn nhỏ ha, nhưng cái hình này rất là hay. Thì một cái hình thì người ta
em thấy ở đây, cái hình ở đây là nó một cái bà mẹ cả một đứa em bé, hình trên đây có phải bé mình nó rất là nhỏ. Dạ thầy ơi, biết thầy nó hơi nó rè quá. Rè hả? Dạ, thầy nãy có chữ được, chữ không á thầy. Cái chữ hay là cái tiếng? Dạ, cái tiếng á thầy. Ok, chị đợi xem cái tai phone. Bạn nghe rè lắm hả? Nghe được không? Alo. Dạ thầy nói thử một câu dài á thầy. Hôm nay thì chúng ta học về cái dị tật đường tiêu hóa bẩm sinh. Ta sẽ nói về cái tổng quan, trong đó có phôi thai đường tiêu hóa, rồi các một số dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa thường gặp và một số cấp cứu ngoại nhi thường gặp. Rồi nghe được không? Vẫn còn chữ lớn chữ nhỏ nhưng mà nghe được rõ hơn hồi nãy. Chắc cho cái chất lượng đường truyền đợi xíu anh phát cái wifi khác. Rồi, nghe giờ đó không em? Giờ nghe đỡ không? Dạ đỡ ạ. Nghe đỡ chưa? Đỡ rồi chưa? Dạ vẫn còn rè lắm ạ. Vẫn còn rè lắm ạ. Alo. Em nghe chưa? Dạ em thấy vẫn vậy à, nhưng mà em nghĩ là mình vô học luôn, tại ví dụ chỗ nào tụi em không nghe được thì em hỏi lại à.
Em sợ chết. Với lại thầy chụp cho em cũng chủ động để anh hỏi nha. Thì chúng ta thấy cái chữ màu đỏ là các chị tập bẩm sinh được tiến hóa, thì anh sẽ nói ngắn gọn về cái thực quản, nó ngắn gọn về tuần hoàn ở khiếm khuyết thành bẩm sinh dạng hormone trực tràng và thầy phun nó một chủ thân một, thì những cái bệnh này đa số những bệnh này lúc này nó nói trong cái lúc nãy rồi ha, nói trong cái bệnh ngoại vi cấp cứu thường gặp. Thì trong cái ngoại vi thì người ta thường nói là trẻ em không phải là người lớn không nhỏ, ai cũng nói, nhưng mà chúng ta phải hiểu là tại sao nó không phải là người lớn không nhỏ. Ở trong trường hợp này giống như là một người lớn không nhỏ ngồi trên đây, nhưng mà thực tế thì cái trẻ em nó khác hoàn toàn do cái sinh lý bệnh, do cái sinh lý, do cái giải phẫu nó khác với người lớn, một số mặt bệnh nó thường gặp hơn, một số mặt bệnh nó ít gặp hơn. Về phôi thai học đường tiêu hóa thì chúng ta biết là từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 3 là cái giai đoạn mà khi mà tinh trùng nó gặp cái trứng, nó tạo thành cái hợp tử sau đó nó phát triển, thì giai đoạn này nó sẽ tạo thành cái con dâu, rồi nó tạo ổ trong cái niêm mạc tử cung. Và cái tuần thứ 3 đến tuần thứ 32 là sự hình thành cơ quan, ta gọi là organogenesis. Sự hình thành cơ quan này nếu mà nó bình thường á thì nó sẽ diễn ra ba lớp, là cái lớp ngoại bì, lớp trung bì và lớp nội bì. Từng lớp một á, thì nó sẽ cho chúng ta những cái hệ thiên vị, ví dụ như cái lớp mà ngoại bì á thì nó sẽ tạo ra da, lông, tóc, móng, hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. Hệ trung bì thì nó sẽ tạo ra thận, các cơ quan sinh dục, sơ xương và mạch máu. Như vậy chúng ta thì bữa chúng ta học về các dị tật hệ niệu rồi, chúng ta học những cái dị tật về cái thì đó là nó đi từ trung bì. Và nếu mà chúng ta hôm nay chúng ta học về cái đường tiêu hóa, về gan, về phổi thì nó sẽ liên quan tới lớp nội bì ha. Thì bất kỳ sự bất thường nào trong cái sự hình thành cơ quan này nó sẽ gây ra cái dị tật bẩm sinh, và sự bất thường này nó xảy ra ở giai đoạn nào hoặc là ở cái cấu trúc nào thì nó sẽ gây trực tiếp lên cái bất thường dị tật bẩm sinh của cái cấu trúc của cái cơ quan đó. Thì như cũng thầy vừa nói thì giá tuần thứ 3 đến tuần 32 là sự hình thành cơ quan. Xin lỗi. Về tuần thứ 3 thì tôi thấy ống tiêu hóa bắt đầu bị hóa từ mỗi phôi bì là ăn đều đẹp mà. Tới tuần thứ 4 thì bắt đầu sự tái hấp thu ở màng hầu. Tuần thứ 6 đến thứ 10 thuộc ở ngoài qua cái cuốn rốn, gọi là cái thoát vị đoạn ruột giữa qua cái cuốn rốn này, chúng ta thấy hình rất là rõ. Và tuần thứ 9 đến thứ 10 một thì nó hình thành cái ổ nhớt. Cái này là cái nó liên quan tới cái hậu môn rồi, và cái bộ phận và cái phần sử dụng. Như vậy thì chắc là cái đoạn cuối của ruột. Và tuần thứ 11 tới tuần thứ 24 thì bắt đầu lúc này cái tuần thứ 24 thì nó hoàn thành chức năng hấp thu rồi. Như vậy lúc này chúng ta thấy ruột nó bắt đầu là nó hoàn thành được chức năng, nó nuốt được, nó hấp thu được và nó giống như cái ống tiêu hóa như bình thường. Và nếu mà trong trường hợp bình thường em bé sinh ra thì cái chức năng ruột nó hầu như là bình thường. Nhưng mà trong quá trình này phát triển từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 24 này, nếu mà nó có sự bất thường gì đó, nó có teo, có hẹp hoặc có gì đó, thì chúng ta sẽ có sự của bất thường. Và cái bất thường này chúng ta có thể chẩn đoán được sườn xem tiền sản. Ví dụ như tắc nghẽn thì chúng ta xem sẽ thấy như thế nào, chúng ta sẽ nói. Và tuần thứ 32 trở đi thì chức năng ruột lúc này nó hoạt động. Về cái phôi thai được tiêu hóa thì do cái sự phôi thai lúc nãy, nếu các bạn để ý thì cái hình lúc nãy, cái đoạn clip lúc nãy mô tả rất là rõ, cái đoạn ruột nó gồm có ba đoạn ruột ha, gồm có đoạn ruột trước, ruột giữa và ruột sau. Ruột trước thì nó sẽ tạo ra cái từ thực quản và dày đoạn dần của tá tràng, gan, túi mật và tụy, nó sẽ tới tụy ha. Đây tới cái hình này là foregut ha, các bạn phải thấy cái hình, các bạn thấy cái mũi tên anh chị không? Thấy con chuột ha. Thì nó cái đoạn này nó được nuôi bởi cái động mạch thân tạng ha. Mỗi cái đoạn ruột này nó sẽ được nuôi bởi một đoạn động mạch rất là đặc biệt, cái hàng thành máu rất là đặc biệt. Chúng ta thấy đó là động mạch thân tạng nuôi cho vùng gan, tụy, dạ dày và lách. Cái đoạn thứ hai là cái đoạn ruột giữa, thì chúng ta thấy nó từ động mạch mạch kia sườn trên, nó bao gồm cái đoạn xa của tá tràng, hõm tràng, hồi tràng, măng tràng, ruột thừa, đại tràng lên và 2/3 của đại tràng ngang ha. Chúng ta thấy rất là rõ và nó nuôi được bởi động mạch mạch xương trên. Và cái đoạn ruột sau á thì nó gồm có 1/3 của đại tràng,
đại tràng xuống, đại tràng sigma và trực tràng tới hậu môn luôn, thì nó được nuôi bởi động mạch trực tràng dưới. Và trong cái này có một điểm chú ý là chúng ta có những cái cơn đau tạng và những cái cơn đau thân, hoặc là cơn đau quy chiếu, hoặc là những cơn đau tạng đó, hoặc là những cái cơn đau về thân, hoặc là những đau của cái cơ quan tại chỗ đó. Thì ví dụ như khi mà chúng ta đau ruột thừa thì tại sao lúc đầu cũng đau ở rốn thì đó là đau quy chiếu, do khi cái đoạn ruột này nó được quy chiếu bởi đám rối dương nó đau ruột thừa. Nhưng mà khi nó ruột thừa nó viêm rồi á thì nó sẽ khu trú ở hố chỗ phải là cái nơi ruột thừa nó nằm, thì lúc này nó chuyển thành cái cơn đau. Chúng ta sẽ lý giải được cái bệnh sử cũng như cái triệu chứng lâm sàng của số bệnh lý mà chúng ta gợi ý cho chẩn đoán. Về sinh bệnh học thì lúc nãy cũng rất là hay luôn ha, nó nói về các giải phẫu bệnh, các sinh lý bệnh của cái việc mà hình thành các bất thường tiêu hóa, tại sao nó teo, tại sao nó gò, tại sao nó nhăn, tại sao nó hẹp, tại sao. Thì đối với các dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa, ví dụ như em bé nó bị teo atresia, giống như chúng ta thấy là teo ruột non, teo thực quản, teo tá tràng ha, hoặc nó bị ròn. Ròn là một cái cấu trúc cơ quan này nó ròn hoặc cơ quan khác, ví dụ như trong tại thực quản nó có ròn thực quản, thực khí phế quản, trong teo hậu môn nó có ròn trực tràng vô phải sử dụng, hoặc thậm chí nó không có teo, không có ròn thì có những màng nhăn, hoặc trong những trường hợp nó bị hẹp, ví dụ trong lúc nãy bài lúc nãy có hẹp môn thì phì đại ha, nhưng mà trong cái bài này thì chúng ta không có mục tiêu trong bài này, hoặc là đôi nó hình thành những cái này đôi. Thì hai cái nguyên nhân mà nó gây ra bất thường đường tiêu hóa thì ở đây anh cũng đã có nói ở trong cái bài chú mẹ nó cũng nói, đó là sự rộng bất thường. Chúng ta biết là cái ống nội bì thì nó sẽ là một cái ống đặc, và trong quá trình ống đặc đó là nó sẽ rộng hóa bên trong, và nó sẽ tạo thành cái ống thông, cái ống thông thường như vậy. Thì cái sự rộng hóa bất thường này nó sẽ gây ra sự teo hoặc sự gò hoặc màng nhăn bị hẹp, hoặc là trong quá trình chúng ta biết đó là cái cơ quan chúng ta mà nó phát triển phải có mạch máu nuôi, như vậy trong cái quá trình hình thành mà nó có sự bất thường, ví dụ nó tắc hoặc là cái mạch máu nó bị hư hoặc nó bị sáng tạo gì đó thì nó sẽ bị teo hoặc bị hẹp, bị thiểu sản cái chỗ đó đi. Thì đó là hai cái lý do thường nhất mà người ta giải lý giải cho các dị tật bệnh sinh đường tiêu hóa, và các dạng dị tật thường gặp là teo, rò, màng nhăn hẹp hoặc là đôi. Và khi chúng ta chẩn đoán một cái dị tật bẩm sinh ngoài cái biểu hiện chính của nó tại cơ quan đó, thì chúng ta biết là không phải sự phát triển của thai nhi nó không chỉ là cái cơ quan đó không đâu, mà nó còn thường đi kèm theo rất là nhiều thứ khác. Và người ta nói một cái chẩn đoán cái cơ quan không nó chưa đủ, chúng ta phải nhìn bệnh nhân rất là toàn diện, chúng ta phải coi là có cái dị tật bẩm sinh gì phối hợp khác hay không, có cái dị tật bẩm sinh gì đi kèm hay không. Thì thường người ta nói là các dị tật bẩm sinh khác phối hợp và rất là thường gặp ha. Và khi chúng ta đi lâm sàng thì chúng ta hay gọi có một cái hội chứng là mất đa, các bạn sẽ nghe các thầy trên lâm sàng nói rất là nhiều, ví dụ như sống này, vertebral defect này, hoặc là anal atresia là teo hậu môn, rồi cara defect là tim bẩm sinh ha, các bất thường là tim, tracheal là khí quản, esophageal là thực quản, là dòm khí phế quản, hoặc là teo thực quản là dòm khí phế quản. Trong cái bài về thực quản chút nữa chúng ta sẽ lướt qua. Hai là renal anomaly, chỉ là nó là bất thường về thận, hoặc là anomaly là abnormality là có nghĩa là các bất thường về chi. Thì khi mà nó có hai ba hoặc tất cả những cái này thì nó phải chứng bất đa. Và một cái triệu chứng khác là khi em bé có những bất thường này ha, lúc này chúng ta thấy trong cái bài nó nói về các thoát vị rốn hoặc là hở cua thành bụng thì nó thường nói về triệu chứng đau. Thì chúng ta biết là những em bé mà có các bất thường thì thường thường kèm theo các gì bất thường về sức khỏe. Chúng ta có một cái nhìn rất là tổng quát về cái em bé đó, chúng ta biết là tiên lượng nó như thế nào. Ví dụ bên ba gì tật quá chúng ta phải cố gắng, thậm chí mình nói nó hơi kỳ nó về mặt ý đức, nhưng mà nếu mà một số trường hợp em bé nó nặng quá bên chung nó là cái gánh nặng mình và em bé, và ở bên nước ngoài nó có những cái và đấy này thì người ta chạy giờ lại thì chúng ta thấy chúng ta đã nói về phôi thai học rồi. Alo, dạ, là cái slide vừa rồi nó bị lắc hơi nhiều quá nên không có nắm được cái slide đó.
Ok, anh bị rớt mạng. Chờ chưa các bạn? Nghe được chưa? Khi người ta nói tới dị tật bẩm sinh thì người ta thường lúc nãy thì cái slide này chúng ta thường chỉ chẩn đoán về một cái chúng ta thì thường chỉ chẩn đoán về cái bệnh đó thôi. Thì các thể bệnh bao gồm là teo rò mà ngăn hẹp đôi, và cái nguyên nhân gây ra những cái teo rò mà ngăn hẹp đôi này thì hai cái nguyên nhân chính, ví dụ là sự rỗng hóa bất thường. Cái đoạn này anh nói nghe chưa? Alo. Dạ, giờ hiện tại đang nghe. Ok. Rồi. Cái sự rỗng hóa bất thường hoặc là cái bất thường mạch máu, đây là hai cái nguyên nhân mà nó gây ra các dị dạng của cái cơ quan hệ tiêu hóa mà chúng ta thường gặp. Eo, rò, ngăn, hẹp, hạ đôi gì đó. Ví dụ như là cái ống mà ẩm ruột bắt đầu thì nó đặt. Nó sẽ rỗng hóa bất thường và nó sẽ thông thường hoặc rỗng hóa bất thường nó sẽ gây ra eo, rò, ngăn, hẹp, hạ đôi. Trong trường hợp thì chúng ta biết một cái cơ quan nó phát triển. Hết nghe được rồi thầy ơi. Bất kỳ một cái mạch máu nào mà nó ảnh hưởng lên cái nó bị ảnh hưởng, nó tắc mạch hoặc là nó bị thuyên tắc hoặc là bị sấn vặn hoặc là bị thiếu máu gì đó thì ta gọi là cái vascular accident đó. Nó sẽ gây ra cái bất thường cái cơ quan thủy sản hoặc là gì và hẹp cái cơ quan đó thì nó có bị thiếu máu. Nghe được không? Dạ được rồi ạ. Được không? Dạ được ạ. Kiểu lúc mà thầy hỏi thì sẽ được, nhưng mà thầy giảng một hồi á là nó tự động giảm xuống hoặc là nó mất. Ok đó. Có mấy bạn nhờ em nói thầy đổi lại wifi thử cũ thử thầy, tại nãy tụi em nghe lúc lớn lúc nhỏ nhưng mà vẫn nghe được, còn giờ là lúc nghe được lúc không. Wifi này nghe được không? Wifi này nghe được không? Hiện tại thì tụi em đang nghe nè. Ok rồi. Rồi. Thì khi người ta nói một cái dị tật bẩm sinh thì không chỉ nói cái dị tật đó mà người ta nói các dị tật bẩm sinh phối hợp hoặc là các dị tật bẩm sinh khác kèm theo, ví dụ như associated adrenal anomaly. Thì khi mà cái đi lâm sàng thì các em sẽ được nghe các thầy nói về những trường hợp dị tật bẩm sinh này, trong đó là không chỉ là cái đường tiêu hóa mà chúng ta bị hay không đâu, mà nó còn bị nhiều cái dị tật khác phối hợp. Ví dụ như em bé nó có cái chữ vector là nó có cái vertigo defect và nó có bất thường về cuộc sống, nó có cái anal atresia là teo hậu môn, cardiac defect là tập tim, hoặc là tracheal là khí quản, esophageal là thực quản, teo thực quản, teo thực quản mà nó sẽ dò vô khí thực quản, và cái renal anomaly là cái bất thường về thận hoặc là cái nó bất thường về chi, ví dụ như nó có hai ba bất cả các tập này thì nó gọi là cái dị tật bẩm sinh hội chứng Hunter. Và thông thường thì những cái phôi thai này á, nó nếu xảy ra càng sớm thì cái dị tật phối hợp nó càng nặng và nó sẽ tổn thương cơ quan. Và chúng ta biết là cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn rất là quan trọng để hình thành các cơ quan, và các bất thường này thì thường thường nó có đi kèm theo các bất thường về sức khỏe như nào. Thì sắp tới lúc này em sẽ nói luôn ha, tại vì ở người lớn thì chúng ta sẽ ít khi nào gặp mấy cái trang thực quản, nhất khi nào gặp chứ không phải thể thực phẩm có gặp thực phẩm phát hiện nhưng mà ít khi gặp. Chúng ta sẽ có một số thuốc huyết thanh bụng bẩm sinh mà chỉ gặp ở trẻ em thôi, hoặc là chàng chỉ gặp ở trẻ em đơn thôi, và khi người lớn thì nó là di chứng. Một số cái bệnh lý chúng ta cũng sẽ nói nhiều, bệnh dịch trung nếu một chỗ tế bào mật thì về cái phần tiếp theo mình sẽ nói về cái phần này. Đây là cái thực quản, cái thực quản mà chúng ta biết là khi ở chúng ta thì chúng ta có cái thực quản ở phía trước, ở phía trước và phía sau là khí phế quản. Khí phế quản trước và phía sau là nằm phía sau là thực quản ha. Trong trường hợp bất thường thì cái thực quản thì chúng ta thấy là cái sự gián đoạn, nó có sự gián đoạn lưu thông của thực quản, và thường gặp nhất là nó có cái đầu trên nó tạo thành cái túi ở đây ha,
và ở dưới cái thực quản đầu dưới thì này dò tôi gặp ha, gặp ở dò vô khí phế quản và cái tần suất là nó khoảng 1/3 ngàn 500 trẻ sinh sống ha, mà trẻ trai thì trẻ gái. Đây là một cái phôi thai mà chúng ta biết là trong tuần thuận khoảng tư trong trong sự phát triển của bào thai thì chúng ta biết là cái mầm phổi, cái nụ phổi hay lăng bút này là nó đi ra từ cái ống ruột ống nội phổi bì và nó mọc dài xuống và cái nó tạo một cái khe này kia nó nên chạy lên, nó chạy lên tới sàn họng và sự bất thường của cái quá trình phát triển này nè chị chỉ là thấy nó gây ra tê thực quản, cái đoạn trên nó teo, nó tạo cái túi và đoạn dưới nó cái đầu dưới thì nó lại dò. Thì khi mà phân loại thì nó có nhiều loại lắm, mà cái loại vừa nói là cái loại thường gặp nhất, nó chiếm khoảng 82-85% là tiếp C. Còn cái tiếp A là hai đầu nó teo luôn, nó không có dò những khí phế quản thì rất là thường gặp thứ nhì, khoảng từ 7-8% đi lâm sàng thì hầu như là các em chỉ gặp được cái loại C và loại A thôi. Lâu gần đây lâu rồi, chắc đây khoảng cả chục năm rồi em cứ gặp cái màng ngang thực quản thôi, cái đó rất là hiếm gặp. Còn trong trường hợp mà đa số các bạn gặp được tiếp C và nếu mà chúng ta chụp hơi lên mà chúng ta không thấy hơi trong dạ dày hết thì nó thường là tiếp A. Cái đặc điểm của nó thì nó dài hơn và chúng ta khó mổ tạo hình hơn, còn tiếp C thì nó gần, nó mổ dễ hơn. Thì chẩn đoán của tay thực quản trước sanh thì chúng ta bằng siêu âm ha, chúng ta có cái chẩn đoán tiền sản. Chúng ta biết là lúc nãy trong quá trình bào thai tới tuần 1-24 là cái sự thông thương ruột nó bắt đầu nó hoạt động như người lớn rồi, thứ 3-12 là bắt đầu nó gần như hoàn thành chức năng được trưởng thành rồi. Cho nên là nếu mà tay thực quản thì trẻ nó sẽ không muốn được nước ối, lúc đó có biểu hiện đau ối ha. Cho nên một trường hợp mà bà mẹ mà mang thai mà có những người đau ối thì bắt buộc chúng ta phải cho siêu âm tiền sản để tầm soát các dị tật bẩm sinh được kèm theo, trong đó có khả năng là tay thực quản. Và chúng ta siêu âm chúng ta thấy cái bóng hơi dạ dày nó nhỏ, không có hơi luôn. Thì bóng hơi dạ dày nó nhỏ thì nó thường trong tay thực quản tiếp C, không có bóng hơi dạ dày luôn, nó teo nhỏ luôn thì tiếp A, thì nó không thông thường cái cơ quản mà không, nó không được nằm lên. Chúng ta siêu âm chúng ta thấy một cái dấu hiệu cuối cùng nó to và cái giá trị chẩn đoán này thì chúng ta có thể chẩn đoán được chưa sang, hoặc là chỉ một số trường hợp thì người ta có thể làm MRI ha. Trên hình ảnh này chúng ta thấy được cái đường dò, chúng ta thấy được cái đầu trên nó giãn ra ha, của cái quản. Và khi sinh ra cái dù làm sàng nó có sù bọt cua ha, trẻ ho sặc ói nghẹn khi bú ha, và khi mà ho sặc như vậy thì cái chất đàm nhớt này nè nó sẽ chảy ra đường hô hấp và nó gây phổi hít. À, và chúng ta đặt, và khi mà cái quan trọng là khi mà chúng ta sau sinh chúng ta đặt ống thông dạ dày ống cứng nó vướng thì và chúng ta thấy bụng nó xẹt thì chúng ta nghĩ tới cái tay thực quản này. Đây là một cái hình mà chúng ta thấy cái khi mà chụp X-quang thì cái ống dạ dày nó cuộn ở trong cái đầu trên thực quản ha, còn cái đầu dưới thì chúng ta không thấy, và chúng ta thấy cái bóng hơi nhẹ rất to thì chúng ta dễ dàng chẩn đoán được đây là tay thực quản tiếp C ha. Và chúng ta chẩn đoán xác định ống thông dạ dày cuộn ở đầu gần ha, phân loại có khí dạ dày ruột thì dò đầu xa như vậy là tiếp xe, và chúng ta khoảng dự kiến thì khoảng cách của hai cuối cùng dự đoán chúng ta biến xuống phổi gì đó. Thì các cận lâm sàng thì quang ngực thẳng, quang này một số trường hợp chúng ta x quang ngực thẳng chúng ta khó chẩn đoán thì chúng ta cho chụp cận quang, chụp TGD chúng ta thấy cái túi đầu trên nó dò ha. Trong cái hình này chúng ta thấy cái chất cận quang đấy, nó em bé hít sạch vào phổi thấy được cái quản luôn ha. Và một số dị tật phối hợp thì người ta thấy tay thực quản nó thường kèm theo 24% nó kèm theo cái dị tật tim cardiovascular, 21% nó kèm theo dị tật hệ niệm, 21% kèm theo đường tiêu hóa. Một số trường hợp nó tay thực quản nó kèm theo tê tá tràng, một số trường hợp nó tay thực quản kèm theo không hồng mô, hoặc là nó kèm theo tê bẩm sinh. Hạn nhìn chung là từ 50-70% tay thực quản nó kèm. Thì phẫu thuật thì chúng ta biết là phẫu thuật thì chúng ta mục đích là chúng ta các cái đường dò mà chúng ta nối lại cái thực quản lại ha. Thì trước đây thì thường người ta mổ hở, giờ người ta có thể mua nội soi luôn, đây là một cái hình ảnh nội soi ha. Chúng ta không cần để chơi sau khi sinh thì nếu mà chẩn đoán tay thực quản thì chúng ta phải ổn định cho bé trước, và khi mẹ bé ổn định xong và bớt nhận tiêm phổi xong chúng ta hút sạch đường nhớt và chúng ta sẽ lên kế hoạch phẫu thuật trong 1-2 ngày sau xong. Thì đó là ngắn gọn nói về tay thực quản. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về thoát vị hoành. Thoát vị hoành thì là một cái thoát vị, lúc nãy trong cái hình chúng ta biết cái thoát vị hình thì chúng ta ghi hai ghi nhận hai cái tên mà chúng ta sẽ biết là thoát vị một đã nghe ở đây và thoát vị borderline là hai cái thể rất là thường gặp. Còn đây là lịch sử của thoát vị hoành là các bạn sẽ nghiên cứu thêm. Trong trường hợp thoát vị hoành nó là một cái tình trạng khiếm khuyết bẩm sinh của cơ hoành trong bụng di chuyển vào lồng ngực, chúng ta thấy đây là cái cơ hoành bình thường và đây là cái cơ hoành bất thường, nó có thoát vị ở phía sau bên
khe sau bên thì chúng ta thấy cái hoành nó đưa các ruột ở trong dạ dày á, trong bụng á, ruột gan hoặc ruột lắc vàng non, thậm chí nó chạy vào lồng ngực và cái chèn ép phổi và nó gây chi sản phổi. Thì chúng ta thấy là các vi hoành nó là tình trạng xuất huyết bẩm sinh của cơ hoành cái tạng trong bụng chuyển vào lồng ngực và kèm theo tình trạng chuyển vào phổi. Đây là chính là nguyên nhân gây cho em bé nó nặng. Thì cái tần suất là 1/5.000 đến 1/2.000 trẻ sinh sống ha, các vi hoành bên trái nó chủ yếu hơn, bên phải nó khoảng ít thôi. Một số trường hợp nó có thể hai bên và thấp vi hành hai bên thì trường hợp nó kèm theo các dị tật. Chúng ta về biết là cái nguyên lý đổi cái dị tật bẩm sinh mà nó sẽ càng sớm thì nó càng nặng, hoặc là càng sớm thì nó sẽ càng kết hợp với dị tật khác. 50% các trường hợp thì không kèm theo dị tật hay gặp ở trẻ nam và non tháng. Có một con số gen nó quy định sự phát triển cơ hoành dở nhánh dài đến số 15 ha. 9-34% bất thường những sức khỏe thì nó có tiền xấu, nó có sự ảnh hưởng của cái yếu tố di truyền môi trường. Và sự phát triển các cơ hoành thì nó hình thành từ tuần thứ tư với 4 thành phần ha. Chúng ta có phía trước là vách ngang nó chạy vào gân trung tâm, và phía sau bên thì có hai cặp lá phúc mạc, phúc phế mạc, phía sau thì mạc che thực quản trụ cơ hoành và phần cơ phát triển từ nhóm cơ lên sườn và nó sẽ chạy nó gặp nhau gân trung tâm. Chúng ta thấy đây là một cái hình ảnh cơ hoành. Xét về vị trí ta thấy là cái gân cơ trung tâm ha, đây là nó có cái thực quản động mạch chủ này, đây dạ dày thực quản nó chạy xuống này. Thì chúng ta biết là nếu mà cho nó thoát vị sau bên là có thể thường gặp nhất thì lúc này em nói cái tên là bordelaise ha, ví dụ sau bên phải thường là sau bên trái ha, thường là sau bên trái bordelaise nó chiếm 80-85%, còn sau bên phải thì ít hơn, nhưng mà nó có do nó có cái gan che đó cho nên ruột nó chạy lên được thì nó thường buồn hơn, nó ít hơn. Mà nếu mà thực bên phải mà nó nặng nề rất là nặng nề, hoặc là một số trường hợp nó có thoát vị trung tâm hoặc là phát triển phía trước, trước trong ha, trước sau bên và trước trong. Trước trong thì nó có cái thoát vị một cái nhi cũng ít nhận hơn. Thì 50% có dị tật phối hợp, ví dụ như dạng thần kinh, dị tật tim, dị tật tiêu hóa, thoát vị rốn, hội chứng đau, và có dị hành có thể kèm với hơn 70 hội chứng di truyền. Đây là một trường hợp các vị sau bên ha. Vì cái lỗ này chúng ta thấy là chụp X quang lên thì ruột với dạ dày với lắp thì có thể nằm trong cái lồng ngực, chúng ta thấy bóng hơi ruột ở trong lồng ngực và nó đè xẹp một phần bên phổi luôn. Chẩn đoán thì thường chẩn đoán lâm sàng 24 giờ đầu sinh, và thường em bé nó nặng là không phải do cái ruột lên mà do cái ruột nó gián tiếp nó đè vô phổi và nó gây thiểu sản phổi, gây tăng áp phổi ha. Tử vong thường do thiểu sản phổi. Và cái đây là một trường hợp là thoát vị Morgani, độ thoát vị nằm ở phía trước trong là trái hoặc phải tại chỗ vách ngang cái chỗ vào. Nếu mà chỉ hai bên thì hai lỗ thường hợp nhất thành một lỗ lớn sau xương ức gọi là thoát vị sau xương ức. Tất cả thoát vị thường là ruột mạch nối, bệnh thường biểu hiện ở trẻ lớn, người lớn tại vì thường cái lỗ này nó nhỏ mà ruột lên. Sau đó cái bên sau trái này nè, Bordelaise này nè, cái ruột lên nó sớm hơn. Siêu âm thì tuần thứ 18-24 của thai kỳ, độ chính xác 40-90% thì tùy theo cái người siêu âm. Các dấu hiệu của thai kỳ của thoát vị hoành là đa ối, không có bóng hơi dạ dày trong bụng thai nhi, bóng hơi dạ dày ruột gan mặt các ngang tim, gan che cái lỗ thoát vị làm các tạng không thoát lên ngực được, nên thường siêu âm bỏ sót. Cho nên chúng ta thường cái biểu hiện sớm và biểu hiện nặng là cái trường hợp thoát vị hoành sau bên trái hoặc có cái gan. Chẩn đoán thì chẩn đoán trước sanh thì ngày càng chẩn đoán sớm hơn thì này sinh thì sản chúng ta rất là tốt, chúng ta có thể chẩn đoán trước sanh. Nếu mà không rõ trên siêu âm thì chúng ta có thể chỉ định MRI. Và trẻ thường rất nhiều đặc phối hợp trong tim bệnh này. Triệu chứng thì thoát vị hành nó thường lâm sàng nó gây siêu hấp, lồng ngực căng phồng, không có sướng bụng lõm lồng tiền, giảm hoặc mất cái âm hai bên. Và siêu âm thì giúp xác định chẩn đoán, giúp chúng ta xác định chẩn đoán, xác định độ thoát vị, tầm soát dị tật tim, não, thận đi kèm theo. Giống như mà chúng ta biết một cái dị tật bẩm sinh chúng ta phải tìm tầm soát cái dị tật khác bẩm đi kèm theo. Về cái đặc trưng nhất là cái X quang ngực bụng thì chúng ta thấy cái hình ảnh bóng hơi của các quan ruột và dạ dày trong lồng ngực, thì chúng ta trung thất và bóng tim nó bị lệch lệch qua bên còn lại và chúng ta sẽ không thấy bóng. Trong trường hợp này thì đấy là các cái dấu hiệu trực tiếp mà chúng ta thấy, nhưng mà gián tiếp thì gì nó đè ép và nó gây ảnh hưởng đến sự phát triển phổi và nó bị tắc phổi. Một số chẩn đoán ví dụ chẩn đoán nhão cơ hoành, sau này chúng em đi các em sẽ thấy là một số trường hợp nó nhão cơ hoành thì chúng ta thấy là cái vòng hoành nó đẩy lên với anh cao, nhưng mà
nó không có bóng như một số trường hợp khác bị thay thực quản dẫn đến cái phổi bẩm sinh nó bởi cái nang khí là giống như ruột phổi vị trí quá dạng nang của người ta sau tim thấp nên những bệnh lý mình có thể chẩn đoán thôi. Tuy nhiên cái việc chẩn đoán nó phụ thuộc vào lâm sàng hay là cái xét nghiệm. Ok, em còn nghe được không vậy? Dạ cũng có cái khó nghe nhưng mà để em liên cố. Chắc cuối tuần mình vô mạng muốn nghỉ sao? À, tiếp tục nha. Thì cái thoát vị hành thì chúng ta biết là điều gì, nó là chăm sóc trước sanh. Chăm sóc trước sanh là chúng ta giúp chẩn đoán sớm, chúng ta tiên lượng được nó nặng hay nhẹ, chúng ta đưa ra cái hướng xử trí sau mổ, và sau sanh thì chúng ta phải chăm sóc sau mổ để điều trị để ổn định cái tình trạng của phổi và chúng ta có thể chỉ định phẫu thuật. Phẫu thuật có thể là mổ hở, mổ nội soi và một số trường nặng chúng ta có cái chỉ định khác. À, mục đích chăm sóc trước sanh thì giúp dưỡng thai phổi trưởng thành. Chúng ta thông tin cho cha mẹ những phương thuốc điều trị thích hợp và dự hậu của em bé. Và chúng này trong những trường hợp này thì không có chỉ định mổ bắt con, nên chọn nơi xem có đầy đủ phương tiện trẻ sau sanh, và sau sanh thì chúng ta để trẻ tới ngay cái trung tâm mà nó có cái hồi sức sơ sinh. Thì chúng ta biết là cái mục đích của cái thoát vị hành là chúng ta ổn định tình trạng hóa tuần hoàn và giảm thiểu sang chấn cho những can thiệp thì không cần thiết. Đây là một cái cấp cứu ngoại khoa trì hoãn và nó là một cấp cứu nội khoa thật sự. Nó điều trị cái siêu hấp cho thủy sản phổi và tăng áp phổi trước để em bé nó sống trước cái đã. Và thời điểm cấp phẫu thuật thì không phải là cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp, và sau đó sau khi em bé đã ổn định tình trạng tăng áp phổi và thủy sản phổi, và thời gian nó sẽ thay đổi thường được trì hoãn từ 48 đến 72 giờ sau sanh để có thời gian cho sự thích nghi của mạch máu phổi và cải thiện cái pH máu. Chúng ta sẽ nói nhanh về cái thoát vị hành. Đây là một số hình ảnh mà chúng ta thấy là cái đại tràng nó chui vào lồng ngực khi mà cái này hình ảnh nội soi ha. Và khi mà người ta đẩy hết cái đại tràng thì nó còn cái lách, người ta đẩy cái lách xuống luôn ha. Và lúc đó thì thực hiện cái mũi khâu là cái lồng ngực. Rồi đây là một cái kích thước thành bụng, và lúc này trong clip các em cũng đã thấy luôn rồi ha. À, trong clip quốc mẹ nó nói rất là rõ về cái khiếm khuyết thành bụng và thoát vị rốn. Vị rốn ở đây thoát vị rốn, và chúng ta sẽ có một cái màng bọc nó bao nó một cái màng bọc nó bao buộc lại đây là một cái phần gan ha, đây là một phần đại tràng ha. Còn cái hở thành bụng đây là cái gastrocnemius nè, chúng ta thấy bụng nó nằm heo heo ở ngoài luôn ha. Cho nên đó là đặc điểm chung của cái thành khiếm khuyết thành bụng bẩm sinh, thì nó liên quan tới rốn, cơ thành bụng nguyên vẹn, cơ thành bụng nguyên vẹn. Nhưng mà cái nó có màng hoặc là không có màng, và hoặc là cái thoát vị cuốn rốn và hoặc là thoát vị rốn. Thì tuần thứ 5 đến tuần thứ 10 sau sanh thì nó có một cái tình trạng thoát vị rốn sinh lý ha. Chúng ta trong cái người ta nói là khi mà sau sanh thì cái gan và cái ruột nó rất là nhiều, do đó nó sẽ gây ra cái tình trạng thoát vị sinh lý. Lúc cái ổ bụng nó nhỏ lắm, cho nên là khi mà nó nhiều như vậy thì cái khuynh hướng nó nằm ở ngoài và nó thoát vị sinh lý qua cái cuốn rốn. Và khi mà cái thai nó phát triển thì cái khoang bụng nó rộng ra, thì lúc đó cái ruột và cái gan nó bắt đầu chui vô ngược lại ổ bụng, và nó có sự xoay ruột. Và như vậy nên bất thường trong quá trình này thì nó gây ra cái tình trạng là fallopian là ở thành bụng là thoát vị rốn và tồn tại sau sanh, tình trạng thoát vị sinh lý, hoặc là một cái tình trạng gastrocnemius là hình thành là một cái tình trạng hình thành cái khoang bụng thất tại, và thường nằm bên phải cũng rốn và ruột nó, và hoặc một cái trường hợp khác là ruột vàng một khoang bụng nhỏ rồi và ruột và nó thất bại thì xoay trở lại trong khoang bụng, thì nó còn một cái tình trạng là cái thoát vị cuốn rốn. Đây là một cái tình trạng thoát vị cuốn rốn, chúng ta thấy là cái đường kính nó lớn ha, thì nó lớn hơn 4 cm, nó có gây cái màng hối bao phủ ha, tận thoát vị là được giữa gan thậm chí có lách hoặc tuyến sinh dục, chúng ta nói luôn đi. Và thường có gì tập phối hợp, thường có gì tập phối hợp nha, chúng ta thấy là thường có gì tập phối hợp. Thấy là một cái trường hợp thở thành bụng là cái đường kính nó thường nhỏ hơn, nó không có cái màng ruột nó mà heo như vậy, tạo thoát vị thường là giữa dạ dày hoặc cái thay là tuyến sinh dục. Thì đây là các bạn phân loại giữa omphalocele là thoát vị rốn và gastrocnemius là ở thành bụng ha, và vị trí là ở rốn, chọn cái hở thành bụng là thường bên phải rốn, chất tước thì một cái này lớn hơn 4, cái nhỏ hơn 4, cái có túi, cái không có túi, cái có dây rốn cắm vào đó vị, cái là dây rốn bình thường, một cái là gan thường kèm theo, một cái là không có gan ha. Một cái là thường, hai cái này đều thường sẽ bớt toàn ha. Cái khoang bụng thì cái hở thành bụng thì thường cái
thường thôi, thành bụng nó không có hẹp lắm, nhưng mà thắt bị rốn thì thành bụng nó nhỏ, nhưng các trường hợp thắt bị rốn lớn đó thì chúng ta không đóng được. Và đặc biệt là trong cái thắt bị rốn thì thường thường như tiểu bẩm sinh nó ít có thắt nghẹt ruột, ít có teo ruột và cái trí tuệ thì phát triển bình thường. Tuy nhiên trong cái hở thành bụng thì nó có thường có cái nguy cơ cao thắt nghẹt ruột, teo ruột và cái bất thường trí tuệ phối hợp. Về cái dịch tễ chúng ta sẽ theo dõi thêm là về cái tần suất của cái thoát vị rốn thì nó khoảng 1-2.5 phần trên 5.000 trẻ sinh sống đứng hàng thứ hai, trong khi đó cái hở thành bụng thì nó là 1-4, 1-5 ngàn trẻ trên 10.000 trẻ sinh sống ra, nó đứng hàng, nó tỷ lệ nó cao, nó khá cao hơn cái kia. Tuổi mẹ rồi nó liên quan tới tỷ lệ nam nữ về cái yếu tố nguy cơ ha. Trong cái giá trị khi xét ra thành bụng thì người ta thấy là do những đối tượng có đời sống thấp, dùng mẹ, dùng thuốc lá, nguy cơ độc chất thì con sẽ nguy cơ thành bụng. Đây là một cái trường hợp là cái thoát vị dây rốn ha, thì cái kích thước nó thường nhỏ, nó có cái màng, tổng thoát vị không có gan, cái lỗ này nó nhỏ và ít có gì tật phối hợp. Trong trường hợp thì chúng ta phẫu thuật là một thì chúng ta đóng luôn ha. Nhưng một số trường hợp thì cái thoát vị này nó kèm theo cái đường máy kèm hoặc cái ruột nó dính vô á. Giống như lúc nãy chúng ta thấy cái clip cuối nó có cái thuật kèm thì cái đó nó cũng phải phức tạp xíu, không phải chắc cái tổn thương đó luôn. Đây là một cái tình trạng thoát vị rốn, nó có da bao phủ, thường xuất hiện ở tuần thứ nhất, tháng một sau sinh, hiếm gặp sau sinh. Thì cái này thì thông thường chúng ta cũng không can thiệp gì thêm. Và khi mà ngồi phòng khám thì mặt thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta nói là nó có thể đắm sau 2 tuổi, sau 2 tuổi nó còn, ta sẽ phẫu thuật. Về cái yếu tố như gen, yếu tố di truyền hoặc yếu tố gia đình thì hiếm. Thường nó có báo cáo về những gia đình trẻ sinh đôi, chuyển lại thoát vị cuốn rốn, có liên quan tới một số nhiễm sắc thể, một số gen. Có một cái hội chứng Beckwith Waterman, chứng tích thành phần bẩm sinh, để to, hạ đường huyết, hoặc là u bùng. Thì cái dị tật phối hợp thì người ta thấy là thoát vị rốn và hở thành bụng nó có tỷ lệ dị tật phối hợp. Đây là cái bảng mô tả tỷ lệ của các dị tật phối hợp là tim, hô hấp, thần kinh trung ương, xương khớp, tiêu hóa, điện dục, mặt nhiễm sắc thể ha. Cái tỷ lệ nó như thế này thì nó tùy theo cái thống kê, mà cái tỷ lệ đa số cái bên rốn thì cái tỷ lệ dị tật phối hợp nó thường cao hơn, thì nói chung có khuynh hướng cao hơn so với hệ thống bụng. Thì cái chẩn đoán trước sinh là cái yếu tố tiên lượng quan trọng. Trước sinh thì là chúng ta có thể siêu âm và chúng ta thấy thì chúng ta thường làm một số xét nghiệm thanh hoặc là dịch ối để chúng ta coi bất thường gì về gen thể hay không. Đây là một cái hình ảnh siêu thanh mà chúng ta thấy là cái rốn nó, cái cuốn rốn nó bình thường. Còn đây là một cái hình ảnh siêu âm mà chúng ta thấy cái cuốn rốn ở vị trí bình thường, nhưng mà cái khoảng thành bụng nó bị bất thường, nó tạo thành cái khối thoát vị, nó hở thành bụng. Đây là một hình ảnh 3D rất là đẹp, chúng ta thấy một cái rất là đẹp, nhưng mà em bé rất là tội, nó có một cái khối thoát vị rốn rất là to. Thì về lâm sàng và xử trí thì chúng ta thấy cái đặc điểm của hai cái trường hợp này thì nó tùy thuộc vào cái lượng thoát vị và khối tượng thoát vị ha. Nếu mà hở thành bụng thì chúng ta sẽ xử trí là bắt buộc chúng phải đóng lại, nhưng mà số trường hợp có nhiều quá chúng ta không đóng được thì phải đóng hai thì đầu chúng ta dùng cái túi chúng ta treo lên để cho ruột nó vào từ từ, sau đó thì chúng ta sẽ đóng lại thì hai và sau 5-7 ngày. Còn trong trường hợp thành bụng mà nếu mà nó ra ít thì chúng ta đóng luôn, nhưng mà nếu nhiều quá thì chúng ta bắt buộc phải chỉ bảo tồn. Nó phụ thuộc vào cái thước độ thoát vị, mức độ tương xứng giữa các tạng trong bụng, mức độ tiểu sản của phổi. Ví dụ trong trường hợp chúng ta cố gắng chúng ta đẩy cái tạng nó hoài và quá, mà cái ổ bụng nó nhỏ quá nó sẽ ép nén thở không có nổi, hoặc là nó bị tật bẩm sinh kèm. Mục tiêu của mình đó là mình che phủ cái tạng thoát vị để tránh cho nó bị tổn thương và nó gây mất nước, nhưng mà chúng ta cũng không được tăng áp lực ổ bụng quá mức và không cái cản trở cái hồi lưu tĩnh mạch trên gan. Phẫu thuật bụng thì đơn giản, như lý là ở chỗ nào thì chúng ta đóng cái đó, nhưng mà không biết là chúng ta đóng được ha. Trong trường hợp này chúng ta đẩy hết được vào trong thì chúng ta đóng rồi. Tuy nhiên những cái trường hợp mà nó to khổng lồ như này thì chúng ta không thể đóng được thì chúng ta thường bị bảo tồn. Tuy nhiên cái tỷ lệ tử vong cũng khá cao, do nó nhiễm trùng hoặc là do nó nằm viện kéo dài. Một số trường hợp chúng ta điều trị thành công thì cái chỗ này nó sẽ gây ra tiêm hóa,
nó sẽ gia hóa thành hóa, và sau này chúng ta sẽ tóm thì 2 phút sau. Đây là một số hình ảnh mà chúng ta điều trị nó, chúng ta thấy nó điều trị gia hóa thành công, và sau này thì em bé nó khoảng 1 tuổi thì chúng ta có thể bôi cái bombidin hoặc là sulfadiazin bạc, bôi thuốc tắc vị sau 2-3 tháng nó liền sẹo và nó kết và nó sẽ tạo thành cái túi, và sau đó thì em bé nó lớn lên thì chúng ta sẽ đóng sau. Đây là một số trường hợp mà chúng ta sẽ bảo tồn một tố đó, mà khi tới lớn thì chúng mới đóng. Trường hợp này rất là khó. Đây là cái thoát vị gốm to, chúng ta thấy gan ruột ở bên trong. Hiện tại sẽ một số kỹ thuật, ví dụ chúng ta hát uống áp lực âm để tạo cái mô hình nó lên, nhưng mà nó sẽ không, cũng khá cao đó, nhưng mà cái một số cũng rất là khó, nó đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc rất là phức tạp. Chẩn đoán thì chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ siêu âm, chúng ta đánh giá coi có màng hay có túi bao bọc hay không, hay là tổng thoát vị là cái gì, rồi tình trạng ruột như thế nào, các gì ta cũng kèm theo và đánh giá sự phát triển của thai, liệu nước ối. Sau đó thì chúng ta so sánh thì chúng ta phải bảo vệ cái khối thoát vị, nếu trong trường hợp đó là hở thành bụng thì bắt buộc chúng ta phải bọc nó lại, tránh trường hợp mất nước, mất nhiệt, dạ dày đều thì phải được đặt, xong về giải áp, còn sốt nước thì giải nhiệt, đây là mất nước rất là nhiều. Chúng ta dùng kháng sinh phòng nhiễm trùng thì mới được, chúng ta nhanh chóng điều trị phẫu thuật để đưa ruột vào khoang bụng, giảm thiểu các nguy cơ tổn thương ruột do là tăng áp lực của bụng. Thì đây là một số hình ảnh mà kỹ thuật ta dùng cái túi chúng ta treo nó lên ha, và từ từ dùng với cái trọng lực thì ruột nó sẽ đi vào trong ổ bụng từ từ, và đến lúc thành công thì chúng ta đóng được cái thành bụng. Tuy nhiên nó phải chăm sóc lại khó, là chúng ta thấy là ruột ở ngoài rất là nhiều, và mỗi ngày thì phẫu thuật viên xuống ép ruột nó xuống và cho tới lúc đóng được cái nội lỗ thoát vị gốm này ha. Rồi, các bạn có câu hỏi gì không? Dạ em không nghe kịp cái ví dụ đoạn phục hồi thành bụng một thì hoặc hai thì á, thì cái một thì hai thì đó là sao vậy thầy? Một thì á là ví dụ như một ít á, nó phụ thuộc vô cái kích thước nội thất vị, mức độ tương xứng giữa toàn một khoang bụng. Ví dụ như ruột nó nhiều quá thì chúng ta không đẩy được, mà ruột nó ít quá thì chúng ta làm được một thì luôn. Còn trong trường hợp ruột nó không nhiều quá, chúng ta không đẩy được một thì á, thì chúng ta sẽ treo nó lên. Chúng ta sẽ treo chúng ta trong trường hợp này nè, chúng ta sẽ treo luôn, có một cái túi đặc biệt chúng ta treo nó lên, ruột nó đẩy vô từ từ, rồi sau đó chúng ta sẽ đóng lại. Đó là cái thở thành bụng. Còn trong sốc bị rốn mà nó to quá đó thì bắt buộc chúng ta phải điều trị cho cái bọc này nè, nó keratin hóa, nó thành cái bọc nó bao phủ cái da luôn. Rồi còn trong trường hợp mà cái bọc này á, mà nó vỡ, nó thất bại á, thì chúng ta bắt buộc phải dùng những kỹ thuật như phương pháp hút lực ít lực âm này nè, để cho nó tạo cái keratin phía ngoài và ruột nó đẩy vào phía trong mà chúng ta đóng được. Tỷ lệ thất bại thì cũng khá cao, tùy ruột vào cái nó thất vị nhiều hay ít. Nếu mà ít thì chúng ta đóng luôn được một thì, còn mà nó nhiều quá nó thì chúng ta không thể đóng được sai một thì chúng ta bắt buộc phải dùng những cái phương pháp điều trị hỗ trợ khác, mà cụ thể là chúng ta sử dụng cái túi siro giống vậy, chúng ta treo cái ruột lên và chúng ta phải đẩy vào từ từ. Thì cái này nó hơi sâu, các em chỉ biết khái niệm thôi. Ba đối với em ba mà học cái này cũng hơi tội. Thì một cái nữa là chúng ta học về cái, chúng ta sẽ nói về cái dị dạng hồng môn trực tràng ha. Cái dị dạng hồng môn trực tràng thì chúng ta biết là đây là cái tật bẩm sinh do sự bất thường của sự thông thường của đoạn cuối ống tiêu hóa, hoặc là do sự thay đổi bất thường về hình thái của nó. Tần suất nó cũng là 1/5000, nam thì gặp hơn nữ thì nhập vào trực tràng thượng đình, nam thì nhập vào trực tràng nữ đạo. Trong một phong rò khoảng 5%, trong đó 50% có hội, trong có 50% có kèm theo hội chứng đau, không có nguyên nhân cụ thể nào gây ra dị dạng hồng môn trực tràng ha. Chúng ta biết là trong cái tuần thứ 9, tuần thứ 11 á, thì cái đoạn ruột nó phát triển tới cái đoạn ruột cuối nè, nó có cái sai niệm sinh dục ở phía trước và cái ổ nhớp, và ở phía trước là sai niệm sinh dục ở phía sau là cái hồng môn trực tràng, và cái nếp này nó sẽ chạy xuống, nó chạy xuống và nó tách ngang phía trước là sai niệm sinh dục, phía sau hồng trực tràng sẽ bất thường này, nó sẽ tạo ra cái hồng môn trực tràng. Thông thường thì cái bất thường càng cao thì cái tỷ lệ dò vô cái vùng sinh dục ở phía trước thì càng lớn. Thì cái biểu hiện thì khi đẻ ra chúng ta thấy là bé nó không có cái lỗ hồng môn, và nó có cái di tích hồi lỗ hồng môn rõ hay không rõ. Nếu mà cái di tích lỗ hồng môn càng rõ thì gợi ý cái dạng hồng môn trực tràng này thể nó thấp, mà nó không rõ thì gợi ý nó cao. Chúng ta coi nó có đi tiểu ra phần xô hay không. Ví dụ như em bé mà đi tiểu ra phần xô nè,
trong trường hợp này chúng ta nó gò cái phân su ra đây nè, thì nó gò ở đâu đây cái vùng hội tập sinh vô, hoặc là nó tỉa cái phân su phía trước. Thì những cái bài này rất là sâu, cho nên là anh nói lướt qua này chắc em có một số khái niệm thôi. Tại vì nói là chúng em học cái bài này thì nó hơi tội cho các em. Thì sau này khi mà chúng ta lên đi 5 hoặc đi 6 đi lâm sàng thì mỗi bài này nó là một tiết, và thậm chí là nó là một buổi, người ta sẽ nói về những cái bất thường này rất là sâu. Thì chúng ta biết là như vậy. Ở đây một số trẻ nữ nó có dò hậu môn hố tiền đình. Đây là một số trẻ nữ nó có dò hậu môn hố tiền đình, biểu lộ hậu môn một xíu là cái dò. Thì những trường hợp này chúng ta sẽ mổ khoảng một tháng hay sau đó chúng ta tạo hình. Đây một số trẻ hay không hậu môn, hay chúng ta thấy không hậu môn mà nó bị rất phân su. Như vậy thì em bé này nó bị dò hậu môn trực tràng, nó dò niệu đạo. Nó thường thể cao, nó bất sản và nó dò phía trước. Đây là một số hình ảnh là nó không không có phân su trong nước tiểu thì nó không có dò luôn, teo trực tràng luôn. Đây, trong trường hợp có lỗ rò ở thằng sinh môn thì rò hồng môn da, hay chúng ta thường tạo hình viên trong sau mổ. Nữ thì chúng ta thấy là nó không có bệnh lý khác là tồn tại ở nhé. Trực tràng, âm đạo với lại niệu đạo đổ chung vô, những bệnh lý này thì rất là khó. Này nó sâu biết. Thì nó có cái phân loại ha, phân loại dị dạng hồng môn trực tràng ở nữ ở nam. Thì khi mà chúng ta đi chuyên sâu thì chúng ta học cái việc này. Nhưng mà các em biết là nó có cái bệnh lý gì vậy không trực tràng như vậy. Và thường thường chẩn đoán thì sau sanh thì chúng ta nằm cho em bé nằm đầu cao để hơi nó xuống ha. Đủ 18 tới 24 giờ sau sanh thì chúng ta mới chụp phim. Thì coi cái hơi nó nằm ở đây, cái bóng hơi với cái cảm quan chúng ta để đây, chúng ta tương chúng ta gọi là đánh giá cái khoảng cách này để chúng ta coi nó thể nào, thể cao như thể thấp. Sau này người ta còn phân loại thể thao như thể thấp để người ta làm gì. Ví dụ thể thao thể cao người ta không thể tạo hình được thể được thì bắt buộc làm tạo hình sau đó, còn thể thấp quá thì tạo hình luôn. Trong trường hợp thể cao thì người ta thường làm hông tạng ở phía trên, hay chúng ta thấy đây, người ta mở cái đại tràng xuất ma ra phía ngoài đây ở phía trên, và sau khi sanh xong là người ta tạo hình cái hậu môn ở phía dưới, tạo hình xong người ta bấm này là thứ ba là hông tạng, rồi phải được tạo hình từ 3-6 tháng rồi sau đó bấm cái hậu môn. Còn nãy giờ anh nói về bốn cái dị dạng bẩm sinh của đường tiêu hóa mà chúng ta thường gặp. Thì lúc sau thì anh sẽ giới thiệu sơ cho các em về bệnh Crohn đang ở mặt chủ và tay đường mật. Sau đó anh sẽ nói về hai cái cấp cứu ngoại như thường gặp. Chúng ta nghỉ khoảng 10 phút ha. Thì khoảng 5 phút tại chỗ.
À, chúng ta quay trở lại ha. Thì vừa rồi anh cũng đã nói với các em về cái giới thiệu gọi là rất là sơ lược về cái ba cái nhóm bệnh lý mà chúng ta thường gặp, trong đó cái thể teo các vi hoành khiến cái thành bệnh bẩm sinh thì dạng bệnh trời. Thì chúng ta sẽ nói tới hai nhóm ba cái bệnh lý bẩm sinh khác và cái bệnh lý Hirschsprung nó một chỗ tại đường mật. Cái này cũng lớp qua thôi, ba là bệnh lý lớn. Bệnh Hirschsprung thì nó mang tên một học của cái nhà ông Harry Hirschsprung, mô tả lần đầu năm 1888. Thì lúc này ông mô tả những cái trường hợp mà những em bé nó bón là sau sanh, và sau đó người ta mổ ra người thấy cái đoạn ruột nó giãn to, nó bị viêm ruột nặng, thậm chí nó tử vong. Thì người ta thấy Hirschsprung là cái tình trạng mà chúng ta biết là cái ống ruột nó cái ống nội phụ bì á, nó tạo thành cái ống nó phát triển là cho nó cái tế bào, cái mầm và cái tế bào mầm cho nó sẽ đi vào cái ống nó để tạo thành cái thành ruột, và nó cũng đi về cực đầu chất luôn. À, chúng ta lúc này chúng ta nói về sự bất thường của cái ống nó, bây giờ nó có thêm nếu một cái sự bất thường của cái sự của cái ống thần kinh này á, sẽ gây ra cái sự vô hạch, và cái bộ hạch này á nó sẽ thường nó xảy ra từ cái đoạn xa này cho cái đoạn gần, và cái đoạn của anh này càng dài thì cái phun nó càng nặng. Thì 75% trường hợp là phun thần kinh điển. Và chúng ta biết là thường là nó lại ngắn thì nó ở trực tràng, là trung bình nó thì nó ở trực tràng mà đầy sigma thì chiếm khoảng 80%, à lại dài thì nó vượt quá được cả sigma thì ít hơn là toàn bộ thường hiếm hơn. 15% thì sơ sinh và những biểu hiện thường thấp, bụng thấp, bụng trướng, dịch xanh, bú kém, chậm tiêu phân su, chậm nắng phân liệt với tơ ruột non, tắc ruột phân su, hội chứng phân su. Về lâm sàng, trẻ thì nếu mà trẻ lớn thì nó tiêu bón mãn tính, dễ nhầm lẫn với tổ chức năng, chậm tiêu phân su, chậm lớn, bụng trướng, vừa phụ thuộc khó phân, tiêu ruột chậm hơn. Và nếu mà biểu hiện càng nhỏ thì cái chứng tỏ cái đại bệnh nó càng dài. Về lâm sàng thì lúc này chúng ta thấy thì khi mà thăm khám thì chúng ta thấy tăng trưng bệnh hậu môn, bóng trực tràng có dấu hiệu thoái cống ha, tại những mẹ trong cái clip chúng ta nói. Thì chẩn đoán thì chúng ta chẩn đoán mà X-quang tới cây chụp lên chúng ta thấy cái hình nhỏ nhỏ đây là cái đại thực này nó hẹp này. Hoặc là sau này thì chúng ta có chẩn đoán bằng sinh thiết phúc hoặc là đá về phụ bụng trực tràng. Đây là hình ảnh mà mình làm sinh thiết phúc tại bệnh viện Đồng Nai ha. Và cái kỹ thuật phẫu thuật thì chúng ta cũng cắt bỏ cái đoạn vô hạch và chúng ta nối lại xuống dưới. Thì cái vấn đề quan trọng của nó là cái chức năng ruột ở khúc sau ha. Đây chúng ta cắt bỏ kéo ruột xuống và chúng nối vào hậu môn. Thì đó là sơ lược về bệnh Hirschsprung. Về cái tiếp theo thì cái nang ống mật chủ ha. Thì chúng ta biết là cái nang ống mật chủ là cái tình trạng cái ống nang nó giãn ra. Ống nang mật chủ thì người ta nang nang đường mật là một cái bệnh sinh mật ở trong máu đường mật ngoài gan hoặc là trong gan bị giãn thành nang, và cái dạng nang nó có thể nó chia làm nhiều loại lắm. Ví dụ như loại một nó giãn thành thoi nè, loại hai đây nó giãn thành túi nè, loại ba đây thì nó giãn thành cái đoạn cuối nè, loại bốn thì nó giãn nhiều nơi nè, dạng 4B thì nó giãn chỉ là đây, và dạng 5 thì nó giãn ở trong gan tùy theo cái phân loại. Và cái phân loại thường gặp trên lâm sàng là phân loại Duodenin. Và dịch tễ thì ở phương Tây hiếm gặp lắm, cái nang mật chủ này chỉ gặp ở châu Á mình thôi, khá phổ biến ở châu Á. Ở nam nữ thì nam nó thường gặp hơn nữ, phần lớn được chẩn đoán trước 10 tuổi, 20% được chẩn đoán là trẻ người lớn và người lớn trẻ lớn và người lớn, và thường nó số trường hợp nó chẩn đoán được trước sanh luôn chứ nếu mà nó to quá. Thì về cái bệnh sinh của nó thì nó thường do cái kinh trung mật tụy, kinh trung mật tụy nó dài thì cái nếu mà cái bình thường cái kênh trung mật tụy này nó dưới 4 mm, còn cái cơ bào mỡ đi ngăn chặn dịch tụy nó tràn vào đường mật thường cái hẹp hoặc là nó gây hẹp đầu tầng ống mật chủ bẩm sinh thì do cái lỗ tái rỗng hóa ống mật chủ hoặc là do lỗ tế bào mầm thần kinh thì nó gây hẹp thì nó cũng giãn ở phía trên. Về cái thuyết kênh trung mật tụy thì kênh trung mật tụy bất thường cho cơ thể hoạt động không hiệu quả hoặc là cho một dịch mật hóa men tiêu protein của tụy thoái hóa thành đường mật
viêm đường mật, giãn đường mật và gây một số trường hợp biến chứng lâu dài nên khi đường mật hay trong một thời gian dài hoặc là nó hẹp hoặc nó co thắt đoạn này thì cái dịch của tụy nó chạy vào cái ống mật và nó gây thoái hóa tiêu hóa thoái hóa thành đường mật và nó gây giãn. Đây là cái phân loại mà loại 1, loại 2 và loại 3 thì chúng ta thường gặp cái loại 1. Mà thường gặp cái loại 1 là thường gặp. Lâm sàng thì nó có tăng chứng kinh điển là đau đau bụng thì mà trẻ lớn do mang căng cho người dịch tụy. Vàng da xuất hiện từng đợt phân đặc màu u gan ha. Đau bụng vàng da u hạ sừng phải thì là cái tăng chứng kinh điển. Thì sốt thì thường kèm theo vàng da là biểu hiện của nhiễm trùng mật. Tăng chứng kinh điển này ngày càng hiếm gặp nhờ sự phát triển của siêu âm. Ngày nay siêu âm đã phát triển thì cái chẩn đoán từ sớm. Biến chứng thì nhiễm trùng sỏi mật viêm tụy cấp viêm tụy mật xe gan thủng vỡ nang tá thì mình chữa xe gan. Cận lâm sàng thì chúng ta có chẩn đoán bằng siêu âm chụp phóng xạ chụp có lớp vi tính chụp siêu đường hoặc là MRCT, MRCP. Siêu âm bụng là phương tiện chẩn đoán hình ảnh ban đầu thích hợp nhất cho đa năng đường mật rất giá trị trong chẩn đoán đơn giản không xâm hại. Chúng ta hình ảnh thì chúng ta ống mật chuyển giãn hay sừng phải giãn được mật trong gan. Chúng ta xác định liên quan giữa nang và các cấu trúc mạch máu ở cửa gan đánh giá các tổn thương phối hợp túi mật. Đây là một cái hình ảnh MRCP hay chúng ta chụp được xem là tiêu chuẩn vàng độ nhẹ 90%. Chúng ta không có được trong trường hợp này không có nhiễm xạ tiêu những cái này là cũng so với dân người Việt Nam mình thì nó hơi tốn kém và cái yếu tố nguy cơ của đường mật trực tiếp và nó ít yếu tố nguy cơ tránh được nhiễm xạ và cái yếu tố nguy cơ của chụp đường mật trực tiếp tức là chúng ta phải bơm cảnh quang vào đây thì nó sẽ nguy cơ cao hơn. Chụp cái này thì chúng ta thấy được cái nang thì rõ hơn và lịch sử thì ngày nay thì chúng ta biết rồi, hay nãy một chủ thông thường cắt chọn nang nối ống gan và tá tràng hay họng tràng nối vào họng tràng tránh biến chứng nhiễm trùng thì kỹ thuật này nó tương đối khá sâu các anh biết ha. Đây thì tại cái thời điểm phẫu thuật thì phẫu thuật càng sớm càng tốt đi cái chẩn đoán thì nó giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong. Phẫu thuật thì chúng ta cắt toàn bộ cái nang hay đây mình nội soi rất là đẹp, ta nội soi cắt toàn bộ cái nang và tái lập lưu thông mật ruột thì cái kỹ thuật này thì nó trước đây thì người ta mổ hở, sau này người ta có thể mổ nội soi, người ta cắt hết cái nang này luôn, sau đó người ta nối kéo ruột lên đây, ta nối được. Cái kỹ thuật nó thuộc vào cái trung tâm và cái người thực hiện. Tuy nhiên đa số hiện nay thì các trung tâm người ta làm được nội soi hết rồi. Cái bệnh tiếp theo là teo đường mật ha, tình trạng teo đường mật thì lúc nãy cái đường mật nó bình thường, nó dưới 4 ly thì bây giờ cái trường mật này nó teo nó sơ hóa luôn. Nó không còn cái ống mật nữa, lúc nãy nam môi chủ thì nó giãn to, bây giờ nó được mật sơ hóa là tiếp diễn của đường mật trong một thời gian gây tắc mạch ở trẻ sơ sinh thì tần suất nó khoảng 1/10 dạng trẻ sinh sống chỉ là châu Á, ở châu Á mình tại được mật rất là nhiều, cái đấy nhu cầu ghép gan người ta được mật rất là nhiều tại bệnh viện Nhi Đồng Hai giờ ghép gan này còn nhiều ha. Thì nó có những cái phân loại như là phân loại ở Nhật Bản, phụ thuộc nhân Nhật Bản thì ở Nhật Bản người ta mổ được mật rất là giỏi ha, các cái cần mổ cho được mật teo đường mật tiếp một là teo ở mức ống một chỗ, tiếp hai là teo đường mật ở mức ống ngang chung, tiếp hai a là chỉ teo ở mức ngang chung, tiếp hai b là teo ống ngang chung ống một chỗ và túi mật luôn, tiếp ba là toàn bộ đường mật nó teo trong một ngày luôn. Thì chẩn đoán thì chúng ta phải loại trừ các nguyên nhân gây vàng da tăng bi lên trực tiếp ha. Nếu mà chúng ta loại trừ hết tất cả các nguyên nhân thì chúng ta thấy một bé mà nó bị vàng da mà không có nguyên nhân gì hết á, tăng bi lên trực tiếp và nó không nguyên nhân gì hết thì chúng ta phải teo đường mật. Ta làm cái xét nghiệm lâm sàng xem hóa máu siêu âm gan mật chúng ta để ý và những cái nguyên nhân gây vàng da tăng lipid trực tiếp thì ví dụ như về cấu trúc như tai đường mật nang đường mật sỏi hội chứng Alagille nhiễm trùng chuyển hóa di truyền chứng nhiễm độc nội tiết mà nó cũng rất là nhiều bệnh ha. Tuy nhiên trong đó chúng ta biết về cái tai đường mật và cái chẩn đoán thì nó vàng da kéo dài thường trên 2 tuần sau sinh ha, 15% trẻ sơ sinh vàng da kéo dài đa phần là tăng lipid gián tiếp lành tính không đặc hiệu và giá trị chẩn đoán ban đầu thể tầm soát bằng cái phân bạc màu 5% giai đoạn sẽ sinh tăng theo thời gian tắc mật hay phân ngày càng nó bạc màu và gan to. Đây là ảnh cái màu phân ha. Về chẩn đoán thì về sinh hóa thì cái tăng bên trực tiếp tăng bên ngay không đặc hiệu gamma CT tăng cao hơn các nguyên nhân và giá tắc mật khác. Và siêu âm thì người ta sẽ thấy túi mật sơ nhỏ sơ hóa dấu hiệu thần sơ tam giác ha, dấu hiệu thần sơ tam giác ở đây và thường thì các phương tiện khác sinh thiết gan hoặc là nhấp nhí đồ hoặc là ống thông túi mật tá tràng nhưng hiện tại thì thông thường người ta siêu âm
tại vì như hai nhà siêu âm người ta có thể là chỉ định mổ, thì trong lúc mổ người ta sẽ chụp được mặt trực tiếp cảnh quan để coi nó có kẹt cái hẹp hay không, nó có teo hay không, thì có thể và lúc đó nếu mà nó chụp mà ta thấy nó teo, nó không có đường mật thì qua được chúng ta bắt buộc phải phẫu thuật. Nghĩa là trong lúc mổ người ta chụp, người ta đặt cái ống những cái túi mật, người ta bơm thì cái đường mật nó teo ha, teo nhỏ, thì lúc này trong trường hợp này là chúng ta chụp lên thấy nó thông thường tốt nè, như vậy nguyên nhân của nó là nguyên nhân vàng da túi mật nó khác nội khoa với ngoại khoa, chúng ta chụp lên thấy nó thông thường. Và điều trị thì cái trường hợp mà chụp lên mà nó không thông thường nó teo thì chúng ta phải phẫu thuật ha, thì chúng ta phẫu thuật da sai nối ruột cho cái vùng ống da rốn da để được tái lập vi phong ruột, tỷ lệ sống 5 tới 10 năm là 90%. Thì thường mổ sớm thì cái tỷ lệ nó thành công tốt, nhưng mà đa số cái trường hợp thì phía sau nó bị tiến cái xơ gan mất bù và bắt buộc phải ghép gan. Đây là một số hình ảnh về phẫu thuật, hay chúng ta phẫu thuật bóc tách cái mảng xơ rồi sau đó chúng ta nối cái ruột vô cái rốn gan ở đây, chúng ta nối ruột vô để tái lập cái phong ruột. Rồi đó là những cái mặt bệnh bẩm sinh mà chúng ta thường gặp. Thì sau đây thì chúng ta sẽ nói về một số cái bệnh lý ở cấp cứu ngoại nhi thường gặp. Hai cái mặt bệnh đó là ruột thừa và lọc ruột. À, chúng ta nghỉ 5 phút rồi chúng ta sẽ nói về hai cái mặt bệnh tiếp theo. Các bạn nghỉ ba thì sẽ có khái niệm chung về như vậy.
Giờ thầy có đang giảng không giờ thầy? Tôi xin lỗi, anh tắt cái micro. Ủa, nghĩ là không nghe luôn hả? Dạ không, từ khúc này cho nghỉ năm. Anh tắt cái micro. Giờ em để nói là cấp cứu ngoài như thường gặp á, thì chúng ta biết là có hai cái khi mà đi lâm sàng là có hai cái mặt bệnh ha. Nghe được chưa? Giờ có nghe không? Dạ rồi. Có hai cái mặt bệnh đó là viêm ruột thừa và lồng ruột ha, interstitial, cái viêm ruột thừa. Nên mình nhìn chung tất cả các lứa tuổi á, thì nó có viêm ruột thừa, rồi sau đó là cái lứa tuổi mà không tới 4 tuổi hoặc là 5 tới 11 tuổi thì có một số nguyên nhân trong đó ruột lồng ruột. Đầu tiên ta sẽ nói về ruột thừa ha. Cái vị trí thì ruột thừa nó nằm ở hốc trụ phải ha, tuy nhiên nó cũng có thay đổi. Ruột thừa nó nằm ở sau mai trong manh tràng khoảng 2 cm phía hồi van hồi manh tràng. Đầu ruột thừa nó di động, vị trí nó rất là thay đổi. 95% thì nó nằm trong phúc mạc, 5% thì nằm ngoài phúc mạc sau manh tràng. Thì về cái từ cái vị trí đó như vậy thì nó sẽ có những cái ba biểu hiện lâm sàng nó khác nhau. Về chiều dài, rồi đường chấn ruột thừa, rồi động mạch ruột thừa, gốc ruột thừa sẽ đọc thêm ha. Về dịch tễ thì thường thường thì ruột thừa nó ở bị nam hay nữ, và cái tuổi thường gặp đó là cái tuổi từ 11 tới 13 tuổi. Do cái tuổi này cái nang lympho nó nhiều, cho nên là cái khả năng tắc nghẽn của lòng ruột thừa nó dễ xảy ra hơn, và nó gây cái tỷ lệ chứng cao viêm ruột thừa cao hơn. Và tuổi trẻ thì thường chẩn đoán viêm ruột thừa khi nó có biến chứng, hay đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Viêm ruột thừa trẻ sẽ sinh rất là hiếm, trong y văn thì người ta ghi rất là hiếm, nhưng thực tế ra ở dưới đồng thai thì thỉnh thoảng người ta mổ, người ta thấy trẻ sơ sinh nó có viêm ruột thừa. Chẩn đoán sớm và các phương pháp phẫu thuật kết hợp với kháng sinh hiện tại thì cái tỷ lệ tử vong của ruột thừa được cải thiện. Hiện nay thì đa số trường hợp ruột thừa thì nó cũng đơn giản thôi, tuy nhiên một số trường hợp nó biến chứng nặng cũng có thậm chí là tử vong ha. Sinh bệnh hầm thì cái lòng ruột thừa nó bị tắc nghẽn do sỏi phân hoặc là do cái nang lympho gì đó, thì cái niêm mạc nó sẽ tăng tiết và nó ứ động và nó sẽ tắc nghẽn và vi khuẩn nó tăng sinh, và khi mà vi khuẩn tăng sinh thì nó sẽ ứ trệ cái hồi lưu bạch mạch, cái phúc mạc nó căng và nó gây đau nôn chán ăn. Và khi nó tắc nghẽn lòng mạch máu động mạch tĩnh mạch thì cái thằng ruột thừa nó sẽ thiếu máu, hoại tử, vỡ và vi khuẩn sống đến bên ngoài nó dễ dẫn đến phúc mạc, cái đó là cái vòng sống bệnh lý. Thì cái lâm sàng thì cái triệu chứng cơ năng là bé sẽ bị đau bụng, sốt, chán ăn, và nếu có thể là tiêu chảy ít ít, mất giọng nghe, triệu ruột thừa nằm ở tử cung và là triệu chứng đau tinh hoàn. Đa số các triệu chứng là đau bụng, đau từ cái thực vị nó lan xuống hố chậu, nó kèm theo cái triệu chứng sốt ít, chúng ta nghĩ tới ruột thừa. Và thường chúng ta thấy em bé nó đến với mình trong tình trạng là nó đau bụng, nó sợ đi, tại vì đi đến sẽ đau, hoặc là đi lâm khom đến trong cái tình trạng này thì cái vẻ mặt nó nhiễm trùng, ấn đau ở chỗ phải hoặc là đề kháng. Và khi mà ruột thừa có biến chứng thì chúng ta thấy là khám bụng nó sẽ đau rõ và nó có cảm ứng phúc mạc hoặc là đau co cứng thành bụng, và khi mà nghe nhiễm trùng càng nhiều thì bụng nó sẽ chướng dần. Một số cái biến chứng ví dụ như áp xe ruột thừa hoặc là khi mà đau nhiều thì cái ổ nó khu trú ở chỗ phải, nó có cái mass thì nó sẽ tạo thành cái ổ mủ ở đó, hoặc là nó không tạo thành ổ mủ nhưng mà ruột hoặc mạch máu nó tới nó che thì nó thành cái đặc điểm. Đặc biệt ở trẻ nhỏ thì thường khi trẻ đến mình thì có biến chứng đi phúc mạc, tại vì những em bé nhỏ nó không thể khai thác lịch sử, nó cũng biết sai với bố mẹ, nên là khi mà nó đau nhiều bố mẹ nó đến thì trong cái bệnh cảnh đó là sau nhiễm trùng ổ bụng chi phúc mạc rồi. Và một số cận lâm sàng ví dụ chúng ta xét nghiệm máu thì thấy mạch cầu nó tăng, X-quang hiện nay ít dùng, CT MRI thì thường là CT trong những cái hợp ruột thừa phóng. Cận lâm sàng này cái siêu âm là quan trọng nhất, đầu tay ha, đơn giản. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào bác sĩ siêu âm. Một số bác sĩ siêu âm rất là giỏi, siêu âm cho ruột thừa thì bỏ tỷ lệ nó rất là cao. Độ nhạy và đọc hiệu thì nó tùy thuộc vào người, nhưng mà nhìn chung là nó rất cao. Và chúng ta siêu âm thấy cái đường kính ruột thừa nó trên 70 mét để không sẹt thâm nhiễm mỡ xung quanh cái dấu tay dấu hình sỏi phân. Một số trường hợp em bé nó béo phì hoặc là không rõ, hoặc là đến viêm bệnh cảnh viêm phúc mạc thì chúng ta sẽ cỡ sẽ dùng CT đánh giá giảm tỷ lệ mổ nhầm, không phải là mổ nhầm mà trắng. Tuy nhiên nó không nên được ứng dụng thường quy quá, nó cũng tốn kém bạc tiền. Mà chúng ta có một số cái chẩn đoán phân biệt, ví dụ bệnh lý buồng trứng, bệnh Crohn, viêm tụy,
táo bón nhiều bất kỳ cái nguyên nhân nào đó ruột cho em á, thậm chí nó bón như lúc đau bụng. Và điều trị thì các em biết rồi ha, phẫu thuật là chủ yếu, thường là phẫu thuật. Chúng ta cắt miệng tay thì đa số là mổ nội soi, mổ nội soi rất là nhanh. Hiện nay có một số cái trường phái người ta nói được chuyện nội khoa không mổ, cho nên còn cũng chưa được công nhận. Thì đây là một cái khái niệm sơ ha. Cái bài này sẽ nói rất là nhiều bệnh lý trong này, các em biết giống như một cái khái niệm chung như là chúng ta biết những cái mặt bệnh cấp cứu và những cái mặt bệnh sinh, và cái mặt bệnh cuối cùng là cái mặt bệnh lồng ruột. Để ở đây chúng ta có những khái niệm để chúng ta có biết là chúng ta sẽ học những cái bệnh nào nội khoa, và những cái bệnh này mà khi đi nội khoa thì chúng ta cũng biết chúng ta chẩn đoán. Ví dụ như là anh vừa giải xong ruột thừa thì bây giờ cái bệnh cuối cùng của chúng ta sẽ là lồng ruột ha. Lồng ruột là chúng ta thấy hình ảnh là một cái đoạn ruột ở đạo phía gần nó sẽ chui vào ruột phía xa. Chúng ta thấy đây trường hợp một cái hồi tràng nó chui vô cái mân tràng, rồi nó chui vô cái hồ cái đại tràng. Trong trường hợp này ruột thừa nó nằm ở ngoài thì nó là một ruột hồi mân tràng, hồi đại tràng. Nếu mà ruột thừa nó chui vô luôn á thì nó gọi là hồi mân đại tràng. Thì đây là một cái cấp cứu ngoại khoa. Đại sĩ. Cái đây là cấp cứu bụng ngoại khoa thường gặp ha. Tần suất đó thì 1/4/2000 trẻ em. Thường thường nó xảy ra ở trẻ khoảng 2 tuổi, 90% là dưới 3 tuổi. Nam cũng gặp nhiều hơn ha, theo mùa. Người ta thấy là một số trường hợp cái mùa mà bệnh viêm ruột, viêm phổi hoặc viêm tiểu phế quản thì cái mùa nhiễm SUVI á thì cái nó làm có tỷ lệ nó tăng, thì người ta giải thích là do cái niêm mạc ruột, cái niêm mạc bây giờ nó phì đại do cái tình trạng nhiễm siêu vi, nó có thể tạo cái điểm khởi phát của cái lồng ruột. Theo cơ địa thì thường trẻ xảy ra những trẻ với dinh dưỡng tốt, ít gặp ở trẻ suy dưỡng, thì người ta cũng quan sát vậy thôi, nhưng cũng không có chắc chắn lắm. Về nguyên nhân thì nguyên phát là một nguyên phát thì không có nguyên nhân ha. Chúng ta thấy là cái đoạn ruột ở phía non nó chui vào bên trong ruột già ha, có thể kèm hoặc không kèm theo ruột thừa, hay là gọi là lồng hồi đại tràng, hoặc là nếu mà có ruột thừa thì gọi là hồng là manh tràng, hoặc là hồng hồi hồi đại tràng. Và cái khoảng 10% nó có là lồng ruột thứ phát, ví dụ túi thừa mấy kem bulip ruột. Đây là một cái ca mà anh mổ cấp cứu bệnh nhân nó bị một cái bulip ruột đại tràng, nó gây lồng ruột thứ phát ha. Và chúng ta mổ nội soi vô chúng ta thấy lồng ruột này, chúng ta lôi ra chúng ta cắt cái bulip tỷ lệ nó cũng hiếm. Và cái bệnh sinh thì khi nó giống như ruột thừa đó, khi mà lồng ruột vô thì nó sẽ tắc nghẽn mạch máu, và nó để lâu ngày nó sẽ hoại tử ruột ha. Nếu mà chúng ta là lồng ruột và đến sớm thì chúng ta chỉ tương đối đơn giản, thì chúng ta bơm hơi tháo lồng nó xong, nó là nhẹ nhàng, không phải mổ gì hết. Một số trường hợp em bé nó được chẩn đoán muộn ở những tuyến trước mà cái kinh nghiệm cho nó kém, thường tới mình cho mình cảm nó nặng, nó viêm ruột á, nó hoại tử ruột là rất là nặng ha. Thì cái triệu chứng lâm sàng đó là khóc khát nhiều cơn, nôn ói, tiêu máu. Triệu chứng toàn thân nếu mà nó nặng thì nó có thể mất nước, nó sốt, đó là điện giải, sốc trụ tim mạch, chuyển ngược thể, thì chúng ta khám thấy cái u lồng ha. Nếu chúng ta có kinh nghiệm chúng ta sờ bụng không thấy cái u lồng, dấu hiệu đen là dấu hiệu đang khiêu ngủ á, thấy cái khối dấu hiệu của lồng ở hạ sừng phải nó di động. Và nếu trong trường hợp nó đến muộn nữa thì cái bóng trực tràng rỗng nhầy và nó có máu do nó hoại tử cái niêm mạc ruột. Thì lồng ruột thứ phát thì ở lồng thường ở trẻ lớn tới đi tới lại nhiều lần mà có nguyên nhân ha. Đây là cái hình hồi xưa anh mổ cái bộ líp trong lồng trực tràng đại tràng. Và siêu âm thì là phương tiện đầu hàng đầu, hình ảnh đặc trưng là hình ảnh cô cạc, là hình ảnh bia này.
hình ảnh bánh mì sandwich nè, hình ảnh nhiều lớp ruột nè, hoặc là hình ảnh giả thận nè. À, nếu mà trong trường hợp khó thì chúng ta thậm chí có chụp CT scan hoặc cộng hưởng từ, nhưng hiện tại siêu âm người ta làm rất là tốt nè. Là siêu âm là cái món đầu tay ở cho em, là siêu âm mà thấy lồng ruột. Thì chẩn đoán xác định có lồng ruột nhanh chóng nè, điều trị bệnh nhân càng sớm tốt. Chẩn đoán lồng ruột thì phải chẩn đoán nhanh chóng và điều trị càng sớm càng tốt, ngay lúc nghi ngờ chẩn đoán, và không nên kéo dài việc hồi sức. Chúng đặt lưu thông dạ dày, đặt truyền tĩnh mạch, và chúng ta phải tháo lồng ha. Tháo lồng không mổ là cái biện pháp an toàn và hữu hiệu ha. Tuy nhiên một số trường hợp đến muộn hoặc là lồng ruột nặng thì chúng ta tháo lồng nó thất bại thì chúng ta bắt buộc phải chỉ định phẫu thuật, và nguy cơ rất là cao đó. Thì đây là cái bài mà anh sẽ nói với các em trong cái ngày hôm nay ha. Nói chung lại thì nó rất là nhiều, nên trong cái buổi cuối tuần thì anh cũng không muốn nói nhiều cho các em nghỉ ngơi. Anh cũng phải nghỉ ngơi luôn. Tuy nhiên chúng ta sẽ nói về, chúng ta biết là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, nó nhiều có những cái mặt bệnh về bẩm sinh và một số mặt bệnh về cấp cứu ngoại nhi thường gặp, và chúng ta có một cái khái niệm chung là như vậy. Và khi chúng ta biết là các mặt bệnh bẩm sinh này nó sẽ xảy ra trên cơ sở nào thì chúng ta phải nắm được cái phần phôi thai học, và chúng ta biết được những cái mặt bệnh bẩm sinh nó xảy ra thì chúng ta biết được cái lý thuyết chung về nó. Thì sau này khi mà chúng ta đi sâu hoặc chúng ta học chuyên ngành này thì chúng ta có những cái nghiên cứu hoặc những cái tham khảo sâu hơn, và cuối cùng là chúng ta biết được một số cái cấp cứu ngoại nhi thường gặp. Thì cấp cứu ngoại nhi thường gặp này không phải dành cho ngoại nhi không đâu, mà ngay cả nội nhi luôn ha. Chúng ta đi nội nhi hoặc chúng ta làm phòng khám phụ mạch chúng ta cũng phải biết phát hiện trẻ bị viêm thừa lồng ruột, chứ không phải chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ cho thuốc thì để nó biến chứng rất là nặng. Thì hy vọng là các em có câu hỏi thì cứ liên lạc hỏi anh ha. Các bạn có câu hỏi gì không? Cái buổi cuối tuần này sao cái đường truyền nó hơi chập chờn. Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn cũng muốn nghỉ cuối tuần ha. Nếu mà không có câu hỏi gì thì chắc xin kết thúc sớm để các anh nghỉ cuối tuần ha. Cuối tuần còn làm việc mệt quá, mai còn lại nguyên một tuần đi làm việc tiếp tục. Thì hy vọng là các em có câu hỏi gì cứ liên lạc lại với anh ha. Số số anh có rồi ha. Một số bạn có gửi xin bài thì anh sẽ gửi cho em các bài này sau để tụi em tham khảo ha. Ai có câu hỏi gì không? Không có thì bạn nào mà trong cái nhóm này nè, bạn nào nhóm trưởng á, thì liên lạc với anh để anh gửi cái bài này nha. Ok, vậy mình kết thúc sớm nha các bạn.